Tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết số 23 ngày 6 tháng 10 năm 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và xúc tiến đầu tư vùng với chủ đề phát triển xanh, hài hòa, bền vững. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển Tây Nguyên phải tự lực, tự cường, đi lên từ bàn tay khối óc, khung trời, mảnh đất của mình, lấy nguồn lực bên trong là cơ bản, lâu dài, quyết định, nguồn lực bên ngoài là quan trọng, đột phá, lấy người dân doanh nghiệp là trung tâm, chủ thể, mục tiêu, động lực và nguồn lực của sự phát triển. Các vấn đề mang tính toàn dân, toàn cầu phải có cách tiếp cận toàn dân, toàn cầu. Phát triển Tây Nguyên phải mang tính đột phá, bao trùm, toàn diện và bền vững, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau. Trong sản xuất kinh doanh phải đổi mới công nghệ, đa dạng hóa sản phẩm, đa dạng hóa thị trường, đa dạng hóa chuỗi cung ứng. Về xúc tiến đầu tư, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng phải dựa vào quy hoạch, dựa trên tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của Tây Nguyên và đầu tư có trọng tâm, trọng điểm. Do đó, các địa phương phải sớm hoàn thiện và ổn định cơ chế chính sách, thu hút đầu tư phù hợp, sát thực tiễn, mang tính khả thi, mang lại hiệu quả. Đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ mong muốn các nhà đầu tư vào Tây Nguyên đã nói rồi thì phải làm, đã hứa, cam kết thì phải thực hiện, đã thực hiện phải có hiệu quả, trên tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ. Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ cảm ơn và đề nghị các doanh nghiệp, đối tác phát triển, các nhà đầu tư trong và ngoài nước tiếp tục chung tay đồng hành cùng chính phủ, các địa phương tích cực tham gia thực hiện quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, khai thác tận dụng cơ hội để phát triển, tham gia sâu vào những ngành kinh tế được xác định là trọng tâm, là ưu tiên. Trước mắt, Thủ tướng Chính phủ đề nghị các địa phương hoàn thiện quy hoạch, thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, đẩy mạnh thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia, thực hiện tăng thu, tiết kiệm chi, trong đó tiếp tục cắt giảm 10% chi tiêu, hỗ trợ doanh nghiệp về vốn, thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển lành mạnh, hiệu quả, bền vững. Chiều nay, đoàn công tác của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng về tình hình phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2022. Cùng tham dự có đại diện một số bộ ngành trung ương, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và lãnh đạo các huyện, thành phố trong tỉnh. Báo cáo tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2022 cho thấy, đến nay, Lâm Đồng có 18 trên 19 chỉ tiêu về kinh tế xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra. Kinh tế tiếp tục tăng cao so với cùng kỳ, các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ phục hồi mạnh mẽ, thu ngân sách vượt kế hoạch, kim ngạch xuất khẩu tăng nhanh, đầu tư và giải ngân vốn đầu tư công được chỉ đạo thực hiện quyết liệt, các dự án công trình trọng điểm được triển khai với quyết tâm cao, đạt được những kết quả tích cực, lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm, nhiều giá trị văn hóa truyền thống, di sản văn hóa của các dân tộc được kế thừa, bảo tồn và phát triển, phát huy các nguồn lực xã hội hóa cho lĩnh vực văn hóa. Tuy nhiên, Lâm Đồng cũng còn những hạn chế như tình hình sản xuất kinh doanh một số ngành, lĩnh vực còn gặp khó khăn trong bối cảnh giá cả nguyên vật liệu đầu vào tăng cao. Đời sống một bộ phận người dân còn khó khăn, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tình hình vi phạm luật lâm nghiệp còn diễn biến phức tạp. Giải ngân vốn đầu tư công tuy đạt nhiều kết quả tích cực nhưng vẫn còn chậm. Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đã đề xuất Thủ tướng xem xét hỗ trợ nguồn vốn cho tỉnh thực hiện dự án cao tốc đoạn Bảo Lộc Liên Khương, dự án đường cao tốc Nha Trang Liên Khương, Liên Khương Buôn Ma Thuột, nâng cấp các tuyến đường có tính chất kết nối liên vùng như tuyến quốc lộ 27, quốc lộ 55. Lãnh đạo các bộ ngành trung ương và sở ngành của tỉnh đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, tiềm năng của tỉnh Lâm Đồng với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những thành tích mà tỉnh Lâm Đồng đạt được trong 2 năm qua. Thủ tướng đặc biệt biểu dương tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã tạo nên sự đổi thay, phát triển toàn diện trên các lĩnh vực. Thủ tướng mong Lâm Đồng thời gian tới có chuyển biến một cách rõ rệt, phục vụ cho người dân và tỉnh phát triển đột phá, hài hòa, xanh, sạch và bền vững. Cái hạ tầng về xã hội là phải chú trọng hơn nữa. Rồi cái an sinh xã hội, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc. Và đặc biệt là một cái thành phố du lịch, một cái trung tâm du lịch thì phải xanh, sạch, đẹp. Mà xung quanh cái hồ Xuân Hương thì tôi thấy là cần phải có cái giải tỏa đi. Đó. Phải giữ cho bằng được những cái nơi mà nó đẹp ở trung tâm để thế nào để cho phục vụ cho sản xuất kinh doanh, phục vụ cho dịch vụ. Phát triển bất động sản là phải lùi sâu, lùi xa.
Cũng trong chiều nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác của Chính phủ đã đến thăm làm việc với ban lãnh đạo, thăm hỏi và tặng quà cán bộ, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Đà Lạt Hasfarm và Ga Đà Lạt. Tại công ty trách nhiệm hữu hạn Đà Lạt Hasfarm, Thủ tướng đã tham quan khu trồng và chăm sóc các loại hoa đặc trưng của Đà Lạt, trao đổi về chiến lược phát triển của công ty trong thời gian tới. Thủ tướng cũng tham quan khu vận hành, đóng gói, thăm hỏi, tặng quà và động viên cán bộ, công nhân, người lao động đang làm việc tại công ty Đà Lạt Hasfarm. Tiếp đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến thăm, gặp mặt các cán bộ, công nhân viên Ga Đà Lạt. Tại đây, Thủ tướng đã nghe giới thiệu về những câu chuyện của Ga Đà Lạt qua các thời kỳ, tham quan không gian tàu lửa cổ và những toa tàu mới được phục dựng để đưa vào phục vụ du lịch. Tại hai nơi đến thăm, Thủ tướng đề nghị ban lãnh đạo phát huy thành tích và truyền thống hoạt động vốn có, quan tâm chăm sóc người lao động, đoàn kết, phấn đấu để có kết quả tốt hơn nữa. Đặc biệt, Ga Đà Lạt cần nghiên cứu phương án để bảo tồn không gian kiến trúc cổ đặc trưng của thành phố và thế giới, đồng thời tiếp tục nghiên cứu thực hiện các biện pháp khôi phục tuyến đường sắt răng cưa và đầu máy hơi nước để phục vụ du khách tham quan.